Nam bức tranh số 7 là quên trâu còn người. Tức là đến đây thì quên trâu chỉ còn có người chăn. Trước là cái lời dẫn là pháp không có hai pháp, trâu gọi là tâm. Dụ tên khác của thỏ 7, bài sai biệt của cá nôm. Như vàng ra khỏi phán, tợ trăng ra khỏi mây, một đường ánh sáng lạnh ngoài kiếp quay âm. Không? À, tức là đây là cái lời dẫn để mà khơi mào trước, tức là pháp không có hai pháp. Là gọi là trâu thì gọi là tâm nha. Đó. Rồi gọi là dụ đó. Dụ là cái tên khác của thỏ và cái bẫy, thấy không? Tức là nói cái dụ lên đó là để mà cái nói ra cái tên khác của thỏ bẫy, tức là phương tiện đó. Rồi bài cái sai biệt của cá nôm, như vàng ra khỏi phán, trăng ra khỏi mây rồi đó, một đường ánh sáng lạnh ngoài kiếp quay âm. À, thì coi như là đến đây á, là mất trâu mà còn người. À, nhưng mà cái mất trâu ở đây á thì nó lại không giống với cái mất trâu ở ban đầu. À, đó. Thành ra cái mất trâu ở ban đầu á là sao? Mất trâu ở ban đầu á là mê quên mất. Chứ mất trâu đi tìm trâu, thấy không? Thế nên cái mất trâu đó là khác, còn tới cái mất trâu này á thì lại khác. À, tức là trước ban đầu là bất giác cho nên là quên mất, quên mất cho nên rồi phải đi tìm. Còn đến đây á là trâu nó hợp về với người rồi, thấy không? Gọi là người trâu không có hai, không còn phân kia đây nữa, tức là không còn phân chân là vọng nữa, thấy không? Cho nên là quên mất là vậy đó. Mất trâu là đây là vậy đó, cho nên không đồng với cái mất cái ban đầu vậy. Cho nên trong lời dẫn chỉ ra pháp không có hai pháp, trâu gọi là tâm thôi, thấy không? Thấy không? Tức là trâu là cũng gọi là tâm thôi chứ không gì khác. À, thì vậy tức là trâu cũng chính là người. À, nhưng mà ban đầu thì còn mê cho nên là chưa có hai, tức là có mất rồi phải đi tìm, tìm rồi phải chăng. À, thành ra chưa có hai. À, bây giờ thì hợp về một cho nên gọi là quên mất trâu đó. Bởi vì trong cái lý thật á thì đâu có hai tánh, phải không? Con người có trâu thành ra có hai tánh rồi. À, nhưng mà lý thật thì đâu có hai. À, tức là không không có hai pháp thật được, cho nên trâu cũng chỉ là tâm vậy thôi. À, chứ không phải là cái gì khác. À, mà lại phân á là chân là vọng là kia là đây rồi thành ra có ngăn ngại, không? Đó. À, tức là mê cho nên là phân có chia, có chân có vọng, có đây có kia, có người có trâu, không? Thì thành ra có ngăn có ngại. À, nhưng mà đến đây thì hợp chơi về một, bởi vì tâm thể thì không có hai thứ được, không? Làm sao mà gọi là tâm thể mà có hai thứ? Hai thứ thành ra mình thành hai người sao, thấy không? À, cho nên gọi là ban đầu gọi là đem tâm đi tìm tâm này đó,
tìm tâm, nhưng mà là đem tâm đi tìm thì vậy cũng là tâm thôi, tâm tìm tâm thôi, mà tâm là tâm thể đâu có hai. Vậy thì cái gì chăng, rồi cái gì chăng, chăng cái gì. Cho nên đến đây thì rõ ra thì đó chỉ là cái phương tiện giả lập bài thôi, gọi là phương tiện giả lập bài. Cho nên mới nói rằng dụ tên khác của thỏ và bẫy bày ra cái sai biệt của cá và nôm, thấy không? Đó là phương tiện. Bẫy là để bẫy con thỏ, không? Đó là phương tiện lập cái bẫy để bẫy con thỏ, cũng vậy bày ra sai biệt của cá và nôm, không? Tức là có cá có nôm có thỏ có bẫy, đó là cái phương tiện chứ không phải là thật có pháp. Cho nên gọi là như vàng ra khỏi phán, thợ trăng ra khỏi mây. Lập bài có thỏ có bẫy, có cá có nôm, nhưng mà được thỏ thì sao, thì bỏ bẫy, không? Nó cái bẫy là tạm lập để mà bắt con thỏ thôi. Thì này cũng như bài gia có trâu có chăng là phương tiện, không? Để cho mình trở về thôi chứ không phải là thật có pháp. Cũng vậy bày ra cái nôm đó là để bắt cá, được cá thì quên nôm chứ, còn được cá mà rồi mà cứ ôm cái nôm mà đi theo hoài bên mình đó, thì sao, người ta nói đó là người khùng. Phải không, nó vậy thôi. Tức là đó không phải là cái pháp thật. Người trí á, thì không thể mắc kẹt ở trong đó rồi cứ chấp, phải không? Phải có một cái để mà chăng, để mà giữ hoài, thấy không? Tại đó là cái lầm đó, người tu không khéo là dễ lầm vô đó, thấy không? Chấp là phải có một cái để mà chăng giữ hoài, thấy không? Phải không? Nhưng mà phải biết đó là cái phương tiện ban đầu mê, thấy không? Cho nên mà có trâu có chăng rồi đó, sao rồi á, coi như là quên trâu, thấy không? Không còn cái gì mà để chăng nữa, chăng cái gì cũng chỉ là tâm thôi. Cho nên gọi là giống như vàng ra khỏi phán, tợ trăng ra khỏi mây thì sao. Vàng á khi còn ở trong phán á thì thành ra có hai, tức là có vàng rồi có cái cảnh, phải không? Tức là lẫn lộn. Cho nên là khi mà lọc ra rồi thành thuần rồi, vàng ròng rồi á, thì sao? Thì chỉ là vàng ròng thôi, chứ không còn có phán nữa. Phải không? Cũng vậy, trăng mà ra khỏi mây rồi á, thì trăng chỉ là trăng thôi, không còn có gì che đậy, không cái thứ hai nữa. Thấy không? Còn mà khi còn ở trong mây á, thì có mây có trăng. Thấy không? Cũng vậy đó, là chân tâm nó đã hiển lộ rồi, bụi trần nó đã hết rồi á, thì đến đây mình gọi là lao á, là lao cái gì, chân tâm hiện ra bài rồi, bụi trần cũng hết rồi, thì giờ đây là lao, lao cái gì, ngồi đó mà cứ kiếm cái để lao nữa thì sao, thì mê trở lại, phải không? Đã hết bụi rồi mà cứ ngồi đó kiếm cái đi lao hoài, cũng vậy. Nhiều khi người tu đó khi mà vọng nó lặn rồi thì sao, ngồi đó kiếm cái vọng để mà quán, phải không? Đó thành ra cái đó mê trở lại nữa. Cũng vậy cái tánh cuồng nó đã sạch rồi thì chăng giữ là chăng giữ cái gì đó. Cái tánh cuồng á, tánh quang nó sạch rồi thì bây giờ chăng giữ gì đây. Đó, ngồi đó mà kiếm cái chăn giữ thì mê trở lại nữa chứ gì nữa, thấy không? Cũng vậy vọng niệm nó đã không rồi thì mình chiếu soi á, là chiếu soi cái gì đó, vọng niệm nó đã không rồi thì chiếu soi cái gì đây. Cho nên là quên trâu thôi, là vậy đó. Không còn vọng niệm thì chiếu soi gì nữa. Do đó mà ở đây gọi là
một đường ánh sáng lạnh vượt ngoài kiếp quái âm. Thấy không? Đây là coi như đường ánh sáng là lạnh lạnh giận người đó, thấy không? À, quái âm tức là chỉ cho vị Phật mà sống mà là rất lâu xa về trước không kiếp á, thấy không? À, mà có chỗ thì giải thích là trước không kiếp là cái chỗ là chưa có tên Phật và chúng sanh nữa. À, thì đây là ngầm chỉ cho là vượt thẳng ra ngoài phương tiện đối đãi dựng lập. À, đến đây là vượt qua không mắc kẹt ở trên cái phương tiện xe việt nữa mà thẳng để trở về cái nguồn chân thật. Không? Cho nên gọi là phải vượt ngoài kiếp quái âm luôn. Không? À, chứ không mắc kẹt trong cái thế giới xe việt. Không? À, thì đến đây là cái công phu chăn giữ coi như là cũng buông. Không? Buông cái công phu chăn giữ, quên cái công đi mà thầm hợp trở lại cái tánh chân. À, thì coi như là cũng được cái niềm tin vững chắc đó, thấy không? À, không còn thối chuyển nữa, thấy không? À, như câu chuyện mà thiền sư Nghĩa Thanh đó, Nghĩa Thanh ở chỗ thiền sư Viên Thông Tú, thấy không? Ngày không có thưa hỏi gì hết, chỉ ăn cơm xong rồi cái nằm ngủ, thấy không? À, thì ông tri sự thấy vậy chịu không nổi mới đến bạch với ngài Viên Thông, xin theo cái nội quy để mà phạt, chứ đâu có kiểu mà tới đây mà gọi là ăn rồi ngủ, đúng không? À, nhưng mà ngài Viên Thông á là vị thiền sư đắc đạo, cho nên là không phải cái nghe tâu cái thì theo đó làm liền, đúng không? Người ta sáng suốt, cho nên phải biết cái lý do, đúng không? Cho nên ngài mới bảo thôi hãy đợi ta thử qua cái đã mới biết, đúng không? À, cho nên ngài mới cầm cái gậy đó đi vào tăng đường. Thì gặp ngài Nghĩa Thanh đang nằm ngủ, thì ngài Viên Thông lên mới lấy cái gậy gõ vào cái giường mới bảo đó, ở trong đây là tôi không có cơm dư canh thừa để mà cho thượng tọa ăn xong rồi ngủ. Trong đây không có chuyện đó, không có cơm dư làm chuyện đó, thấy không? Thì ngài Nghĩa Thanh á, ngài mới thưa, thì vậy hòa thượng dạy tôi làm cái gì đây? Đó. Thì ngài Viên Thông ngài bảo sao không tham thiền đi, chúng tăng tham thiền đó thì ông cũng phải tham thiền. Thì ngài Nghĩa Thanh ngài mới thưa là món ăn ngon không cần với người đã no bụng, người no rồi dù cho mà gọi là món ăn ngon cũng không cần nữa, thấy không? Đã no bụng rồi đâu cần thiết nữa, thấy không? Rồi sau đó thì hai người mới nắm tay rồi cười đi về phương trượng, đó là hiểu nhau, thấy không? Đó. Thì như vậy đó là nó là ngài có đầy đủ cái niềm tin, thấy không? Tự tin, không còn thối chuyển nữa, không còn phải sợ ai khen chê gì nữa, thấy không? Nhưng mà đây á là phải gọi là phải thứ thiệt chứ không phải bắt chước được, phải không? À, tức là phải thật no bụng ra, chứ còn bụng đói mà nói kiểu đó là nói dối, phải không? Bụng đói thì gặp cơm ngon là dính liền, phải không? Chứ không thể mà nó không cần. À, đây là phải thật sự no bụng. À, cho nên bắt chước mà nói no đó là nguy hiểm. À, đó là cái gọi là cái lời dẫn, phải không? Rồi tiếp là mới đến vào trong cái bài tụng nguyên văn, tức là kỵ ngu dĩ đáo đắc gia sang, ngu giả không hề nhân giả nhàn, hồng nhật tam can du tác mộng, tiên thần không đốn thảo đường gian. À, bản dịch: cởi trâu về đến tận nhà rồi, trâu không người cũng thật thảnh thơi, trời đã lên cao còn say giấc, ném trong nhà cỏ bỏ dây rồi, thấy không? À, đó là tới đây là nhàn nhã bớt rồi đó, nhàn rồi đó, tức là cởi trâu về đến tận nhà rồi, thấy không? Đến đây là cởi trâu về nhà, thấy không? Tức là trở về nguồn tâm xưa nay, cởi trâu về nhà tức là đã họp trở về với nguồn tâm xưa nay, hay là cái vọng nó họp trở về cái chân rồi, trước là còn có chân có vọng,
không? Cho nên còn có trâu có trắng. Bây giờ là cái vọng đó nó hợp về chân rồi, thấy không? Cho nên hết còn trắng, vọng hết rồi trắng gì tức là đã qua đi cái thời gian lưu lạc lang thang vô chủ thì đến đây gọi là thấy và hành đó nó được tương ứng với nhau, thấy, không? Thấy và hành nó được tương ứng với nhau. Còn trước á là chỉ thấy thôi mà chưa tương ứng với hành, cho nên còn phải chăng đó, thấy không? Còn ở đây thấy và hành đó là được tương ứng, nghĩa là sao? Nghĩa là nói được làm được. À, đến đây là chỗ đó, gọi là nói được làm được là thật sống ở trong ấy rồi chứ không còn ngăn cách đây kia nữa. Đó là có chỗ gọi là thật sống. Rồi trâu không người cũng thật thảnh thơi, không? Tức là trâu đã quên rồi, không? Thì không còn gì phải chăng nữa, phải chiếu soi nữa, không? Cho nên là người thảnh thơi quên đi cái công phu nhọc nhằn, không? Thảnh thơi nhàn nhã, không còn trâu thì chăng cái gì đây nữa, cho nên là người thảnh thơi thôi. Cũng như vọng niệm nó đã hết rồi thì còn chiếu cái gì nữa đây, cho nên gọi là cái ngộ cũng quên luôn. Đó. Rồi trời đã lên cao còn say giấc, không? Giống như mặt trời, không? Đã lên cao rồi mà vẫn còn say giấc ngủ, không, tức là không hay gì bên ngoài, nó gọi là không hay gì bên ngoài. Bên ngoài mặt trời lên cao nhưng mà trong đây á, một đồng vẫn còn nằm ngủ say không biết tới, không? Tức là không có bận tâm đến cảnh bên ngoài, không? Thì vậy mới thật là thảnh thơi vô sự, không bị cái cảnh bên ngoài nó làm gọi là bận rộn chi phối, không? Thì tu đến đây đó mới thật là gọi là khỏe đó. Phải không? Khỏi bị la rầy, khỏi bị trách phạt. Còn hiện tại giờ là còn bị la rầy trách phạt dài dài. Phải không? Còn đến đây đâu còn gì để chăng nữa, cho nên là gọi là thảnh thơi nhàn nhã. Bởi vậy mà gọi là mặt trời lên cao rồi mà trong này vẫn còn nằm ngủ, không? Nhưng mà không ai rậy. Rồi ném trong nhà cỏ bỏ dây roi, tức là đến đây đó dây roi buông hết, buông bỏ ném trong nhà cỏ đó, không cần dùng tới nữa, không? Không cần thiết nữa. Trước là phải vừa còn dùng dây dùng roi để chi, để quất, để đánh nó, không? Còn trâu đó để mà gọi là huấn luyện nó. Bây giờ trâu mất rồi thì đánh ai đấy? Cho nên là dây roi cũng bỏ. Tức là trâu đã không rồi thì dùng dây đó để buộc buộc ai, rồi dùng roi đó để đánh ai, không? Thì đến đây đó mới có thể nói là tu là quả. À, như ngài Triệu Châu người nói đó, Triệu Châu nói đó, tu là quả là đến đây đó mới mới nói vậy được đó, chứ còn mà chưa gì đó mà nói tu là quả đó là chết đó. À, phải không? Đó là gọi là bắt chước mà nói theo, thấy không? Nhưng mà mình chưa được, thì cái đó là cái nguy hiểm. Ở đây là nó đã trâu nó đã trở về thuần với cái tánh chân của nó rồi, thấy không? Thì còn tu bổ cái gì nữa, gặn lọc cái gì nữa? Cho nên gọi là đến đây là chỉ thuận với tánh mà sống thôi, không? Chỉ thuận với tánh đó mà sống thôi, không phải tạo tác thêm cái gì khác nữa. Đó, nó nhàn nhã vậy đó, tới đây là nó nhàn được vậy đó. Cũng như là ngài thiền sư Duy Nghiễm Dược Sơn đó, một hôm mà ngồi trên tảng đá đó, rồi ngài Thạch Đầu ngài đến hỏi đó, ông ở đây làm gì? Thì sư thưa là tất cả chẳng làm đó, phải không? Tức là buông dây đó rồi, đâu còn trâu nữa để làm, tức là chắc tất cả chẳng làm. Rồi hỏi tại sao mà ngồi yên, nói tất cả chẳng làm nhưng mà tại sao ngồi yên đây? Thì ngài đáp là nếu mà ngồi yên đó thì tức là làm.
Rồi hỏi ông nó chẳng làm là chẳng làm cái gì, thì Ngài đáp là ngàn thánh cũng chẳng biết. Đó, đó cái chỗ chẳng làm là chỗ đó đó, thấy không? Chẳng làm nhưng mà sao, nhưng mà ngồi yên đó thì tức là làm. Thành ra cái chỗ chẳng làm này đó nó không đồng với cái chỗ chẳng làm mà của người làm biếng, thấy không? Người làm biếng á thì gọi là giải đãi không chịu làm, thấy không? Còn ở đây á mà được cái chỗ mà ngồi yên chẳng làm này đó, thấy không, thì không phải dễ, thấy không? Ngồi yên không còn động gì nữa hết, thấy không? Thì làm mà đến chỗ đó thì không phải chuyện dễ dàng, cho nên còn ngồi yên tức làm vậy đó, thấy không? Tức là đây là cái chỗ vô sự, thấy không? Chẳng làm vô sự đó, chứ không phải là chỗ chẳng làm mà tầm thường, thấy không? Thì cái chỗ chẳng làm này đó là ngàn thánh cũng chẳng biết nữa, à, không có chỗ mà cho người dòm thấy, không có thể mà bắt chước được, không có dễ dàng. Tuy nhiên thiền giả khi mà đến đây đó là tưởng mình là như Phật á thì cũng là nguy. Bởi vì sao? Bởi vì tuy là đã quên trâu, trâu đã không rồi, nhưng mà sao vẫn còn người, không? Đó. Quên trâu nhưng vẫn còn người thì vậy chưa phải gọi là như Phật được, không? Đó, còn người mà à, vậy thì tức là vẫn còn một chút dấu vết chưa có xong, không thể mà dừng ngay đó được, phải thấy được, thấy cho nó thấu đáo rồi đó, thấy không? Bây giờ còn có người đây mà, cho nên ở đây á mới chỉ là bức tranh thứ bảy thôi, đó, đó, nên đó là chỗ mà mình phải thấy, là phải thấy cho nó thấu đáo, thấy không? Đó, đó thì đó gọi là bức tranh trăn trâu thứ bảy đó, gọi là quên trâu còn người đó. Ở đây dẫn thêm cái bài họa của thiền sư Sở Thạch Kỳ để cho tất cả gọi là tham cứu thêm, là vạn trùng vân thọ vạn trùng sang, đảo họa hoành miên nhậm ngã nhàn, thử cảnh họa đồ thu bất đắc, thùy ngôn thân tại họa đồ gian. Bản dịch: ngàn lớp rừng mây ngàn lớp non, ngã thân nằm ngủ thật an nhàn, cảnh này tranh vẽ thu chẳng được, ai bảo thân nằm trong bức tranh. Thấy không? À, ngàn lớp rừng mây ngàn lớp non, tức là rừng mây đó, cái ngàn lớp núi non sâu thẳm, thấy không, là cái coi như là cái chỗ bật dấu vết của người đến, thấy không? Nghĩa là cái chỗ mà ngàn lớp núi non sâu thẳm vậy đó thì đâu có dấu vết người đến được, thấy không? Cho nên rồi ở đó thì tự ngã thân nằm ngủ thật an nhàn tự tại, thấy không? Đâu có người đến được, đâu đó quấy rầy, không phải bận tâm gì cái việc nào khác nữa. Thì đây gọi là cái cảnh giới của con người vô sự, thấy không? Không thể nghĩ bàn đó. Thì cảnh giới này nó vượt ngoài cái chỗ suy nghĩ luận bàn, cho nên gọi là cảnh này tranh vẽ thu chẳng được, thấy không? Cảnh này nó không có nằm ở trong tranh vẽ, thấy không? Đó, nó không có nằm ở trong bức tranh, không? Cái này nó không nằm ở trong bức tranh. Tranh vẽ đó là sao? Là cái giả thôi, thấy không? Còn cái này là ngay con người thật, thấy không? Người mà nằm ở trong bức tranh đó, con người đó đâu có đi đứng nói chuyện gì được, thấy không? Cho nên gọi là ai bảo là thân nằm trong bức tranh đó, tức cái này nó vượt ngoài bức tranh, nó không có nằm ở trong bức tranh, đừng có bám ở trong bức tranh, thấy không? Như vậy thì muốn thấy được cái người này đó thì phải thấy ở đâu? Nó không có nằm trong bức tranh thì thấy ở đâu? Thấy không? Thì cái đó, đó là để dành lại cho mọi người trả lời đó. Thấy không? Đó là
là cái bức tranh thứ bảy, thấy không? Gọi là quên trâu còn người. Rồi. Bây giờ qua tới bức tranh thứ 8 là người trâu đều quên. Thấy không? Rồi. Đến đây thì người trâu đó đều quên hết. Thấy không? Thì cái lời dẫn là phàm tình rơi rớt sạch, thánh ý thảy đều không. Chỗ có Phật cũng chẳng được dừng ở, chỗ không Phật chạy nhanh qua. Chẳng kẹt ở hai đầu, ngàn thánh khó dòm thấy. Trăm chim ngậm qua, một phen hổ thẹn. Nghe không? Thì cái này mới mà nói, thấy không? Người mà mới nghe nghe qua thì chắc cũng không hiểu gì. Bởi vì đây là cái cảnh giới mà gọi là người trâu đều quên, tức năng sở đều quên mà, không phải chuyện dễ dàng. Nghĩa là phàm tình rơi rớt sạch, thánh ý thảy đều không. Đó, là sạch hết cái tình phàm thánh. Nói cho rõ đó. Đến đây chỗ này là sạch hết cái tình phàm thánh, vượt qua cái phân biệt đối đãi đó. Thấy không? Không còn cái ý niệm kia đây nữa. Thấy không? Ở bức tranh số 7 á thì gọi là quên trâu mà còn người, tức là sao? Tức là quên hai mà còn một. À, ghi nhớ, quên hai mà còn một. À, hay là quên vọng mà còn chân, tức là còn cái dấu vết thanh tịnh. À, cho nên chỗ này là mình học để mà mình phải thấy được cái đường đi của mình. Có nhiều vị là nghĩ đến là mình quên hết cái phân biệt đối đãi thì còn trở về cái một thôi, thấy không? Rồi cứ bám vào cái một đó thì cũng mắc kẹt, thấy không? Cho nên trong nhà thiền có câu công án là muôn pháp trở về một thì một trở về đâu đó, thấy không? À, thì đến đây là quên hết cả chân và vọng, thấy không? Phàm và thánh hết chỗ để mà duyên để mà bám được. À, cho nên gọi là phàm tình rơi rất sạch, thánh lý thay đều không luôn. À, rồi chỗ có Phật chẳng được dừng ở, chỗ không Phật chạy nhanh qua. Thấy không? Chỗ mà có Phật đó thì cũng không được dừng ở trong đó, mà chỗ không có Phật đó, thì cũng phải chạy nhanh qua luôn chứ không phải trụ được. À, là vượt qua cả có và không. À, nhớ không? Vượt cả có và không, không trụ vào chỗ nào hết. À, cho nên cái tinh thần vô trụ đó, không? Là cái tinh thần mà căn bản là mình phải nắm vững đó, phải vô trụ, không có trụ vào đâu hết, không trụ có cũng không trụ vào không luôn. À, không có chỗ để mà cho thức tình có thể bắt kịp được, phải không? Mình còn có chỗ trụ thì cái thức tình nó còn bắt kịp được, phải không? Còn không trụ nào hết thì sao không bắt, phải không? Đó. Cho nên gọi là bỏ xa cái tâm duyên. Đến đây là bỏ xa cái tâm duyên luôn. Năng sở đều quên rồi, người trâu quên hết rồi, thì chỗ nào để mà cho cái thức tình nó theo kịp được, không? Hết còn đối đãi. Đó. Đó. Cho nên gọi là chỗ có Phật chẳng được dừng ở, chỗ không Phật cũng chạy nhanh qua. Chẳng kẹt ở hai đầu, ngàn thánh cũng khó dòm thấy. Không kẹt hai đầu tức là vượt qua đối đãi hai bên, thì chỗ này đó thì ngàn thánh dòm không thấy nổi, vậy đâu còn có dấu vết để mà thấy, tức là không còn có dấu vết tâm để mà thấy, hết đối đãi rồi. Còn mình ở đây là bởi vì còn có tâm phân biệt, còn đối đãi cho nên còn có dấu vết, còn bị thấy được. Rồi trăm chim ngậm qua, một phen hổ thẹn, nhá không? Đến chỗ này là giống như là gọi là trăm chim ngậm qua cúng dường đó, nói cho đủ rồi đó, không? Trăm chim ngậm qua cúng dường, nhưng mà sao cũng phải một phen hổ thẹn. Vì sao hổ thẹn? Vì hết còn chỗ thấy để mà cúng dường. Thấy không? À, cho nên là giống như là ngài Ngô Đầu Pháp Dung đó, ban đầu thì còn có chim ngậm qua cúng dường, nhưng mà khi mà gặp tứ tổ rồi thì chim nó cũng hết ngậm qua cúng dường luôn,
tức hết chỗ thấy đều cúng dường. Thì với người mà bình thường á thì thấy như vậy là dở, tu như vậy dở rồi, phải không? Ban đầu tu mà còn được chim cúng ngậm hoa cúng dường, bây giờ nó hết còn cúng dường rồi thì dở, phải không? Nhưng mà không ngờ chính đó là mới là chỗ mà gọi là hợp với ý tổ. Bây giờ còn có chỗ mà nó cúng dường tức là nó còn thấy tâm, phải không, để cúng dường. Còn bây giờ là hết còn chỗ tâm để thấy thì đến chỗ nào nó cúng dường nữa, thì đó mới là hợp với ý tổ, tức là hợp với tâm tổ. Cho nên gọi là đến đây á, không thì không còn có nhà đâu để mà trở về nữa. Ở trước là còn là cởi trâu về nhà, phải không? Giờ quên trâu rồi còn ở nhà đó, gọi là giống như ở đây cái bức tranh Mục Đồng nó ngồi ở nhà, gọi là cháu ngoại thảnh thơi, không còn trâu để chăn, nhưng mà còn trở về nhà, còn nhà trở về. Còn đến đây đó cũng không còn nhà để mà trở về luôn, bởi vì người cũng quên luôn rồi thì còn nhà đâu mà trở về nữa. Tức là cũng không còn có người có trâu ở đâu để mà so sánh, hết chỗ để mà dò tìm. Như thấy thì đến đây rồi mới hay, mới nhận rõ ra là ở trước nói là tìm trâu đó, hay là nói chăn trâu đó, nó cởi trâu về nhà đó đó, thì sao? Thì đó cũng là những cái lời nói phương tiện để mà khéo dẫn dắt cho người mê thôi. Đúng. Chứ nó cởi trâu về nhà, nhà đâu về, phải không? Chính ở đây là nhà rồi, còn nhà đâu nữa về. Cho nên đó là cái lời nói phương tiện, phải nhớ vậy đó. Chứ còn mắc kẹt đó, cứ ngồi đó mà tìm nhà để mà về đó thì lại còn mắc kẹt nữa, đúng không? Cho nên rốt cuộc rồi á cũng không còn có tâm nào tìm, rồi cũng không còn có trâu nào để mà chăn, rồi cũng không còn có nhà ở đâu để mà trở về nữa. Bởi vì xưa nay á là chỉ là một cái tâm thể đó thôi, à đâu có cái thứ hai ở trong đó mà trở về, đúng không? Còn mình thấy có cái trở về đó thì giống như còn có cái thứ hai, đúng không? Còn đây là không còn có thứ hai trong đó nữa. Thì vậy thì còn cái gì mất, cái gì tìm, cái gì trở về, đó nó phải phải thấy cho nó thấu đáo rồi đó. Nghĩa là xưa nay vẫn ở trong đó, nhưng mà sao cũng vẫn ở trong đó, nhưng mà quên đi, không? Rồi bây giờ nhớ ra thì ở trong đó thôi, chở gì đâu, không? Cho nên gọi là cuối cùng rồi á thì quên hết mọi công phu tạo tác bên ngoài, sạch hết cái niệm phàm thánh phân biệt kia đây có không gì nữa, gọi là tất cả đều vô sở trụ. Vậy đó. Do đó mà đến đây thì chỉ còn có một vòng tròn rỗng rang, hết chỗ để cho tâm nó duyên theo, nó sanh khởi. Không? Chỉ vòng tròn thôi, thì tâm bám vào đâu để sanh được đây. Cho nên Ngài Hoằng Bá, Ngài có khai thị đó, giả sử mà người tinh tấn tu hành rồi trải qua ba vô số kiếp, qua các địa vị cùng với người do một niệm mà chứng được, thì cũng chỉ là chứng cái sẵn có thôi. Kỳ thật từ trên Phật của chính mình đó cũng không có thêm một cái vật gì, xem lại cái công phu nhiều kiếp thải đều là việc làm trong mộng như thôi, không? Không có được gì thêm gì khác. Như vậy thì làm rồi rốt cuộc là cũng phải quên hết, không? Không thấy có một chút sợ đắc. Thì đó mới là cái chỗ gọi là thật đến đó. Cho nên cái việc làm của chúng ta là làm để mà buông, là vì nhớ kỹ, làm để mà buông chứ không phải làm để mà dính để mà được. Việc làm của mình là vậy đó. Cho nên ai mà thấy là mình
làm để mà được này được kia đó, thấy không? Thì cái đó là trái đạo rồi, nhớ rồi đó. Mình làm để mà buông chứ không có làm để mà cho dính mắc, để mà cho được, thấy không? Cho nên cái câu chuyện mà thiền sư Đạo Ưng đó, thấy không, nhớ không? Đạo Ưng khi mà cất am ở trên Tam Phong rồi trải qua một tuần nhật không có xuống trai đường dùng cơm, rồi Động Sơn lương giới đó thấy lạ mới gọi đến hỏi: mấy ngày nay sao ông không thấy đến thọ trai vậy? Thì Đạo Ưng nó mới thưa là mỗi ngày con có được thiên thần cúng dường à. Thế tu có hay không? Mỗi ngày được thiên thần cúng dường khỏi cần phải đến trai đường dùng cơm. Ở đây mà ai mà tu được vậy là chắc người ta lại dài dài, phải không? À, nhưng mà Ngài Đông Sơn Ngài bảo: ta bảo ông là kẻ vẫn còn kiến giải, chưa hay đâu. Thôi ngươi rảnh chiều hãy lại đây. À, Ngài không khen, đúng không? Từ chiều đó, Ngài Đại Ưng Ngài đến, Ngài Đông Sơn mới gọi am chủ ưng. Thì sứ ứng dạ, Đông Sơn mới bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì? Chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác là cái gì? Thì Ngài Đạo Ưng đó mới trở về am, ngồi lặng lẽ, không nghĩ thiện, cũng không nghĩ ác luôn. Thì còn chỗ nào để mà thấy được? Cho nên ngồi lặng lẽ vậy mấy ngày thiên thần tìm không ra, hết cúng dường luôn. Tìm không thấy lấy gì cúng dường, không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác luôn, không không còn chỗ nào để mà khởi. Thì rồi thiên thần mà thấy chỗ nào đâu để mà cúng dường thì đó là cái chỗ mà mình phải thấy cho đến đó. Tu mà được thiên thần cúng dường nhưng mà vẫn còn bị quở, thấy không? Tức là còn bị thấy tâm. Còn phải đến cái chỗ mà hết còn dấu vết để mà thấy được đó, thấy không? Thì đó mới là chỗ khế hợp với ý tổ. Thì đó gọi là trăm chim ngậm hoa đến cúng dường cũng phải một phen hổ thẹn, tức là hết còn thấy để cúng. Đó là chỗ đó. Thì quý vị thấy không? Vậy thì mình để học rồi đó, để mà kiểm lại cái công phu của mình mới thấy rằng vậy thì công phu của mình đó đã đến đâu, mình còn tu còn nhiều nữa, phải không? Đó là cái lời dẫn, phải không? Rồi kế là mới vào cái lời tụng chánh, phải không? Là bài tụng chánh là: tiên sách nhân ngô tận thuộc không, bích thiên liên quách tính năng thông, hồng lô diệm thượng tranh dung tuyết, đáo thử phương năng hiệp tổ tông. Bản dịch: người trâu roi gậy thải về không, thăm thẳm trời xanh tinh khó thông, lửa rực lò hồng đâu chứa tuyết, đến đây mới thật hợp tổ tông, không? Từ đến chỗ này đó mới hợp với ý tổ. Người trâu roi gậy thải về thải đều không, thăm thẳm trời xanh tinh khó thông. Thì đến đây đó là sạch hết dấu vết người trâu roi gậy, cho nên gọi là người trâu roi gậy thải đều không hết, thấy không? Bật hết dấu vết trong ngoài năng sở đối đãi, thấy không? Thì nghĩa là không còn chỗ nào để mà gọi là dụng công nữa đó, thấy không? Người trâu đều hết rồi, người roi gậy đều cũng không hết rồi, thì còn chỗ nào để mà dụng công? Cho nên gọi là chỉ một bầu trời trong xanh thăm thẳm, không một cái vết mây, không còn một chút tinh tức nào để lọt vào trong đó, cho nên gọi là thăm thẳm trời xanh tinh khó thông vậy, không không còn tinh tức lọt vào trong đó được nữa, không? Tức là tinh tức gì? Tức là bật hết ở chỗ tâm duyên đó, không không còn có gọi là cái tinh tức cảnh trần bên ngoài để mà tâm nó duyên theo, cho nên nó không còn tinh tức lọt vào được, không?
Còn mình đây thì đủ tin tức hết, không? Nhiều cái tin tức nó đầy ắp luôn, không? À, còn đây là không một chút tin tức nào lọt vào trong được hết, thì đâu còn chỗ nào để tâm nó duyên được, tức không còn chỗ để tâm sanh. À, rồi cũng không còn chỗ nào để cho người thấy tâm được, không ai dòm lén được trong đó được cả hết. Đó. Đến đó, đó tâm mà đến đó đó, không? Thì đó mới mới đến chỗ gọi là họp tổ tông, họp ý tổ đó. À. Như có lần thiền sư Động Sơn Lương Giới ở trên đường đi du phương đến gặp Hòa thượng Long Sơn, đó là bậc tu hành đắc đạo, nhưng mà ngài ẩn ở trong núi rừng chứ không có ra giáo hóa. Ngài Động Sơn ngài mới hỏi để thăm dò, hỏi Hòa thượng được cái đạo lý gì mà về ở núi này. Thì ngài Long Sơn đó, Hòa thượng Long Sơn nó mới đáp là tôi thấy hai con trâu đất nó húc nhau rồi nhảy xuống, nhảy rồi nó xuống biển, thẳng tới hôm nay là bật hết tin tức. Không? À. Vậy thì ngài được đạo lý gì? Thấy hàng trâu đất nó hút nhau từ nhảy xuống biển tới giờ là không còn tin tức gì nữa hết, hàng trâu đất hút nhau không nhào xuống biển tức là mất dấu, không năng sở đây kia hết còn dấu vết gì nữa, không còn tin tức gì nữa hết, tức là không còn tin tức đây kia năng sở đối đãi gì nữa hết, không còn dấu vết của tâm sót lại, không thì đâu còn chỗ nào để mà thấy được. À, cho nên rồi gọi là đến đây thì trăm chim đó cũng hết chỗ để mà ngậm qua cúng dường luôn, ngàn thánh cũng chẳng biết luôn, là vậy đó. À, nên ở đây gọi là lửa rực lò hồng đâu chứa tuyết, không? Giống như là nơi cái lò đang cháy rực về một cái điểm tuyết mà nó rơi xuống thì sao, trong cái lò mà đang lửa chân cái rực đó và một điểm tuyết mà nó rơi xuống thì sao, thì liền tan hết không còn để lại dấu vết gì hết, phải không? Tuyết mà rơi vào đó là tan hết không còn để lại dấu vết gì hết. Thì ở đây là cũng vậy đó, phải không? Là cái chỗ mà gọi là không còn dấu vết tâm để mà cho người thấy được. Thì đó chính là cái chỗ mà gọi là thổ địa mà theo tìm Hòa thượng Đồng Sơn mà 30 năm không gặp đó. Tức là ngài Đồng Sơn Lương Giới đó, ngài tu mà kỹ đến cái chỗ mà thằng thổ địa đi theo, nghĩa là tìm 30 năm để mà lễ bái mà tìm không gặp. Một hôm đó ngài đi vào trong nhà bếp, thấy tăng chúng mà làm bếp đó, rồi để bún gạo rồi nó rơi vãi dưới đất đó, ngay đó ngài mới khởi tâm để mà nhắc nhở. Khi mà khởi tâm nhắc nhở đó, thì thằng thổ địa ông mới thấy, mới hiện lên. Nào, hiện lên mới thưa là con theo hòa thượng 30 năm nay mới tìm gặp. Nào, thì bây giờ thấy các ngài tu kỹ vậy đó, thấy không? Còn mình thì khỏi cần tìm cũng gặp luôn. Nó khỏi cần tìm cũng gặp. Nào, còn này mà tìm 30 năm mà không gặp, tu kỹ vậy đó. Hoặc là như là câu chuyện mà ma vương tên là Chướng Tuế, Chướng Tuế ma vương này lãnh các quyến thuộc đi theo Bồ Tát Kim Cang Tề 1.000 năm để mà tìm cái chỗ khởi của Bồ Tát này mà tìm không thấy, thấy không? Đi theo tìm 1.000 năm mà tìm không thấy chiều khởi của Bồ Tát Kim Cang Tề. Rồi bỗng một hôm ma vương thấy được, mới liền hỏi ngài nương vào đâu mà trụ khiến cho tôi, nghĩa là 1.000 năm nay tìm chỗ khởi của ngài không được, 1.000 năm mà tìm không được đó. Mà ma vương đó, ma vương tìm không được đó. 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 Cho nên là một hôm mà thấy được, cho nên ma vương mới hỏi đó, ngài nương vào đâu mà trụ khiến cho tôi nghe là 1.000 năm nay mà tìm chỗ khởi của ngài không được. Thì Bồ Tát Kim Cang Tề mới đáp, tôi chẳng nương có trụ mà trụ, cũng chẳng nương không trụ mà trụ, như thế mà trụ, thế nên ông tìm không gặp. Đó, đó mình đó tu như vậy đó đó, không?
Tức là sao? Không có nương có trụ mà trụ, rồi cũng không nương không trụ mà trụ. Tức là vượt qua cõi có không, không có chỗ nào để trụ hết. Như thế mà trụ, trụ như thế đó đó, thì ma không tìm nổi được. Như thế không? Cho nên mà ai mà sợ ma là bây giờ tâm ma có ma rồi, cho nên nó thấy được. Chứ còn kiểu này nó đâu thấy được. Thì tâm của Bồ Tát là vượt qua tất cả những cái chỗ trụ, mà thì chỉ gọi là như thế mà trụ thôi, không thêm gì nữa hết. Cho nên Ma Vương không còn chỗ nào để thấy được. Cho nên cái chỗ mà gọi là chỉ như thế mà trụ đó, nhiêu đó là mình học là suốt đời không hết đó. Chỉ như thế thôi, đừng thêm bớt gì nữa hết. Còn mình là không như thế, mà sao? Mà mình là như thế này, thế nọ, thế kia, thế đủ thứ thế. Cho nên là gọi là có chỗ do thấy. Còn này chỉ như thế thôi, không? Thành ra là không còn chỗ nào để thấy được hết. Không khởi thêm cái gì khác trong đó. Cho nên chỗ này mà nếu người mà vừa khởi hiểu nó thì sao? Sanh tâm mà khởi hiểu nó thì hết như thế rồi, không? Mình khởi tâm để mà hiểu nó thì nó hết như thế rồi, thì cái đó là bị ma thấy liền. Cho nên đây gọi là khởi tâm để mà hiểu nó cũng không thể hiểu được. Phải đến chỗ này đó là mới là chỗ mà gọi là người trâu đều quên. Thì quý vị thấy tu cũng không phải mà dễ dàng, không phải nói suông mà miệng được. Thì đến đây mới thật hợp tổ tông. Nào quý vị nhớ hay không? Đến cái chỗ như thế đó đó mới thật khế hợp được với ý tổ, mới là cái chỗ gọi là ấn tâm. Hợp tổ tông là chỗ được nghĩa là tâm ấn đó, nghe không? Còn rời ngoài cái chỗ này mà nói ngang nói dọc gì đi nữa cũng không dính dáng, cũng dù cho nó hay cách mấy nữa cũng là sao, cũng là kẻ ngoài cửa, gọi là kẻ ngoài cửa tổ thôi, nhớ rồi đó. Nghĩa là rời ngoài cái chỗ này mà nói ngang nói dọc hay cách mấy nữa cũng là ngoài cửa thôi, nói thôi. Đó, quý vị nhớ, nghe không? Cho nên đừng có dội nó nhiều. Đó. Nghĩa là thấu đến cái chỗ này đó thì sẽ cảm thông được ở trong nhà thiền chư tổ, tâm tổ đó, gọi là cảm thông được cái tâm tổ ở trong nhà thiền, cũng như là cảm thông được cái chỗ mà ông Tam Tạng Đại Nhĩ mà tìm quốc sư Huệ Trung lần thứ ba không thấy được đó, thấy không? Hai lần trước đó thì tìm thấy, không? Quốc sư Huệ Trung mà kiểm tra đó, kiểm tra là ông có tha tâm thông đó, thì hai lần trước đó thì tìm thấy, nhưng mà lần tới lần thứ ba đó thì tìm không thấy được quốc sư Huệ Trung là chính chỗ này đó, không còn chỗ nào để thấy nữa, mà không còn năng sở đối đãi, không còn dấu vết nữa, nó chỉ như thế thôi thì sao thấy được. Còn trước là còn có tướng để thấy, còn bây giờ là hết chỗ để thấy, tức là hết còn dấu vết để mà tìm được. Thì như vậy đến đây là coi như xả hết cái công phu từ trước, tức không chấp đó, xả hết những công phu từ trước thì mới thật sự là hết chỗ để làm, mới thật sự là vô sự. Vô sự là mới đến chỗ này như thế này đó, chứ không phải nói chuyện vô sự dễ dàng. Nhiều khi mấy vị mà học thiền là bắt chước là hay không, người nói vô sự đó hay không, nhưng mà sự thật là sanh sự chứ không phải là vô sự. Vô sự như thế này là mới thật là vô sự. Rồi như vậy rồi xét lại thì tâm chúng ta đó thì như thế nào đây? Học rồi xét trở lại tâm của mình thì mới thấy vậy, tâm mình như thế nào. Còn đó là đủ thứ kia đây sai biệt, cũng như còn đủ thứ dấu vết, đủ thứ tin tức mà tu lơ lơ là tu lưng chừng đó, thấy không? Coi như giống như gọi là tu lấy có để có cơm ăn đó, thấy không? Thì sao?
thì chắc chắn là không thoát khỏi lưới ma. Bị ma thấy, tu kiểu đó là bị ma thấy thì không thoát khỏi lưới ma, thì bị ma dẫn đi dễ dàng. À, nhớ kỹ đó. Ừ. Thì như vậy thì kiểm lại thì có thật đau buồn không? Đó. Cho nên gọi là học đạo rồi phải thấy cho nó chín chắn lại, gọi là phải biết là đau buồn ra là đau buồn ngay chỗ này nè, không tu mà lơ mơ rồi mà cũng còn bị ma nó thấy tâm, không kẹt trong cái ma thì cái đó mới là cái chỗ đau buồn đó, chứ không phải là lo đau buồn vì mấy chuyện lặt vặt không như ý, không mấy chuyện lặt vặt là vặt không như ý đó, mấy chuyện qua lại rồi đó, mấy chuyện đó đau buồn đâu đáng kể gì, cái chỗ này mới chỗ là đáng đau buồn nè, tu mà rồi chưa đến đâu nè, rồi vì còn bị ở trong cái lưới ma nè, bị ma nó dòm thấy nè, rồi nó dẫn đi lúc nào không hay nữa nè, đó mới là đau buồn đó, không? Bởi vậy mà mỗi người nên xét sâu ở chỗ này đó để là mình có thêm cái sức mạnh để mà tỉnh giác, không? Ừ. Cho nên học là để kiểm lại mình, đó là cái gọi là bức tranh thứ 8, gọi là người trâu đều mất. À. Đây dẫn thêm cái bài quả của ngài Mẫn Am Cách, là nhân ngu sinh hoạt nhất thời không, đáo thử phương tri xứ xứ thông, kiến lập tùng không hoàng tảo đảng, thập phương thế giới hiển chánh tông. Bản dịch: người trâu sinh hoạt một lúc không, đến đây mới biết chỗ chỗ thông, từ không dựng lập rồi quét sạch, thế giới mười phương bài chánh tông. Người không sinh hoạt một lúc không, không là sao, là người là trâu, tức là quên trâu quên người, bặt hết cái dấu vết kia đây đối đãi, cho nên gọi là người trâu sinh hoạt một lúc được không hết, không thấy có người có trâu nữa. Đó. Rồi đến đây mới biết chỗ chỗ thông, không đến như thế này, đến chỗ này nè thì mới thấu được, mới suốt được nơi nơi đều vô ngại, không đến chỗ này đó mới gọi là chỗ chỗ thông được, tức là mọi nơi đều vô ngại, tức là thông hết rồi. À, tâm đi qua tất cả hết mà không để lại dấu vết gì, không tôi không còn năng sở mà. À, thì đâu còn có cái gì đối trước để mà ngại nữa, như thấy không nào. Rồi từ không dựng lập rồi quét sạch, không như vậy mới thì mới rõ được là sở dĩ mà từ trước giờ đó, à, có lập trâu lập người đó là cũng sao, là cũng từ chỗ không rồi dựng lập lên thôi, thấy không? Từ chỗ không dựng lập lên thì cái đó là tạm tạm lập thôi, do tạm lập cho nên bây giờ cũng quét lại, quét quét sạch trở lại thành không trở lại đó, tức là trở về cái nguồn cội xưa nay, thì bao nhiêu những cái phương tiện dựng lập rồi cũng buông sạch, chứ không mắc kẹt ở trong đó, không mắc kẹt cái gì hết. Không? Cho nên từ không dựng lập rồi cũng trả về không, không à, không để dính cái gì hết như đấy, không cho nên tu là học kỹ vậy đó để rồi mình không có mắc kẹt ở trong những cái gọi là phương tiện dựng lập nữa. Mình biết là dựng lập đó là cái phương tiện thôi chứ không phải thật, cho nên là trong kinh Kim Cang là phá đó, gọi là không có thật pháp đó, không cho nên gọi là sao pháp còn gọi là pháp còn không huống là phi pháp đó, pháp mà cũng không còn cho chấp huống là phi pháp, không còn cho mình chấp cái gì hết. Cho nên hãy có lập thì rồi có phá,
vì nhớ kỹ rồi đó, hay có lập rồi có phá, mà có lập có phá thì đó không phải là cái pháp thật, nên nhớ rõ, mình đừng có gọi là đừng có mê, hay là đừng có dại dột mà chết cứng ở trong đó. Người tu hành là phải sáng suốt, cái chỗ này nhớ kỹ rồi đó, phải thấy cho sáng suốt để không có kẹt. Rồi thế giới mười phương bài chánh tông là đến đây đó, là vượt qua tất cả, thấy không, thì mới thông suốt tất cả, thấy không? Vượt qua tất cả thì mới thông suốt tất cả đó. Thì mới rõ đâu đâu cũng là nhà thôi, không còn lấy bỏ nữa hết, thấy không? Đó. Cho nên gọi là thế giới mười phương bài chánh tông, chỗ nào đâu đâu cũng là hiển bày cái chánh tông đó hết, thấy không? Tức là Ấn Tổ đều nằm ngay trong đó hết, thấy không? Đó. Thì đây mới gọi là cái niềm vui chân thật, thấy không? Là không nghĩ bàn đó, thấy không? Nghĩa là khắp nơi thế giới mười phương chỗ nào là cũng là hiển bày cái chánh tông, cái Ấn Tổ trong đó hết, hay là nói theo danh từ nhà thiền là đâu đâu cũng là ý tổ hết, thấy không? Cho nên rồi thiền mới có câu gọi là trên đầu trong cỏ ý tổ sư đó, hay là nhảy mũi ho hen gì cũng là trúng ý tổ hết, thấy không? Làm gì cũng trúng ý tổ hết. Như vậy thì đến đây á, là chỉ còn cái vòng tròn, mà vòng tròn gì, là vòng tròn vô tâm vô sự vô tung tích, thấy không? Đó. Vòng tròn vô tâm vô sự vô tung tích, không còn dấu vết gì, nó vòng tròn vậy đó. Tuy nhiên như vậy đó mà cũng chưa phải là cái chỗ dừng của mình. Nhớ kỹ, thấy không? Tức là mới là bức tranh thứ 8 thôi. Nếu mà không khéo á, mà dừng ở trong đó thì sao? Thì cũng lại thành gọi là ở trong nước chết. Nhớ kỹ không? Ở trong nước chết, chưa phải thật viên mãn công đức, cho nên mới còn có bức tranh số 9, số 10. Nhớ không? Cho nên là chỗ đó cũng chưa phải là chỗ dừng của mình nữa. Cho nên mình tu là gọi là phải tu cho đến rốt ráo, không? Đi gọi là đi cho đến gọi là tận cùng, chứ không phải gọi là dừng nửa chừng được. Học cũng vậy, mình học còn học cho thấu đáo, không? Thì để biết đường đi, không? Chứ còn khéo là chưa gì cái thấy đủ rồi. Như thấy không? Nhiều người mà học sơ sơ, nhất là mấy vị mà lanh lợi chút đó, học sơ cái tưởng đâu mình hiểu hết rồi, thấy không? Rồi cái thì thôi tự mãn, tự mãn, nhưng mà không ngờ đó là mình là mới hiểu ngoài da thôi, hiểu là hiểu ngoài da thôi chứ chưa thấm gì hết, tức là thuộc về cái thức hiểu thôi, cái tình hiểu thôi, chứ chưa phải là thật hiểu. Do đó mà phải chín chắn rõ ràng, không? Chứ đừng có gọi là vội vàng đó, vội vàng rồi cái chấp rồi tự mãn, thành ra là cũng mắc kẹt, không? Cho nên đây là phải học kỹ đó, học kỹ để cho hiểu cho thấu đáo, không? Đó là gọi là cái bức tranh số 8, gọi là người trâu đều mất luôn, không? Thôi thì bữa nay mình học tới đây thôi, không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn tại nguyện
Phật.